Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tọa Sơn Quan Hổ Đấu, Vương Đình Huệ đang định hất Phạm Minh Chính. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ muốn nhắm vào chiếc ghế thủ tướng chứ không phải ngồi ghế chủ tịch quốc hội như bây giờ. Trước đại hội, ghế ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc là còn chắc, còn chiếc ghế thủ tướng và ghế chủ tịch quốc hội, ai thắng thì được ghế thủ tướng, ai thua thì đành phải nhận giải an ủi là chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Cuối cùng, người bại trận lại là ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ là người đào tạo bài bản trong ngành tài chính, ngân hàng. Ông Huệ thích hợp làm cho chiếc ghế thủ tướng hơn ông Phạm Minh Chính rất nhiều. Tuy nhiên, chính trường như chiến trường vậy, người thích hợp hơn chưa chắc gì được ngồi vào chiếc ghế đầy quyền lực mà nơi đó chỉ dành cho kẻ thắng cuộc. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Có vẻ như không chịu cam lòng, ông Vương Đình Huệ ngồi ở chiếc ghế chủ tịch quốc hội nhưng nhiều lần muốn xen vào câu chuyện của chính phủ. Vào ngày 14 tháng 4, ông Vương Đình Huệ như không chịu ngồi yên. Hình như ông quên mất ông là chủ tịch quốc hội mà nghĩ mình là thủ tướng hay sao. Ông Huệ nói như ra lệnh Bộ Giao thông Vận tải và cho Bộ Xây dựng. Cụ thể, ông chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đánh giá về vấn đề sở hữu chéo, bổ sung đánh giá nợ xấu phát sinh mới từ ngày nghị quyết 42 có hiệu lực. Đánh giá cụ thể nợ xấu phát sinh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho vay các dự án bốt, bất động sản v.v. Nhưng cũng có thể đây là hành động dàn mặt ông Phạm Minh Chính vì sự bất lực khi điều hành chính phủ hiện nay. Bây giờ vụ Việt Á lại nổ ra. Nó như một đám cháy dữ dội đang lan về các địa phương trong cả nước, lan đến Trung ương và đã đẩy hai cựu bộ trưởng vào sổ khám vụ Việt Á dính đến trách nhiệm của cả ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính. Đối thủ của ông Vương Đình Huệ hơn một năm trước đã giành lấy chiếc ghế thủ tướng đang mất uy tín hết sức nghiêm trọng. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng dính tới vụ án này với chữ ký đầy xấu hổ vào tấm huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á, để tạo tiền đề đi lừa đảo các nơi khác. Như vậy, tứ trụ có 4 người thì có đến 3 người đã dính vào vụ Việt Á, không ít thì nhiều. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ thọc tay vào câu chuyện của Thủ tướng. Vụ Việt Á tiếp tục cháy sẽ rất khó để truy tố bất kỳ ai trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam để chuyện tận gốc các sai phạm đang diễn ra. Tuy nhiên, vụ tai tiếng Việt Á này sẽ là cái cớ để các phe phái đấu nhau, giành ghế và mặc cả với nhau. Chưa có tiền lệ tứ trụ bị truy tố, cho đến bây giờ thì cũng chỉ có thể ủy viên Bộ Chính trị bị duy nhất truy tố là ông Đinh La Thăng mà thôi. Thậm chí cựu ủy viên Bộ Chính trị cũng chưa bị. Trường hợp ông Lê Thanh Hải là một ví dụ và cựu ủy viên Bộ Chính trị dính sai phạm nhưng giờ vẫn bình yên, an nhàn. Cứ mỗi lần Việt Á bùng lên, thì mỗi lần Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc lại thêm một vết đen trong hồ sơ đảng của mình. Ông Trương Tấn Sang cũng từng bị vết đen vụ án 5 cam mà ông bị Nguyễn Minh Chiết qua mặt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang là tiền nhiệm của Nguyễn Minh Chiết, nhưng ở Trung ương thì ông Nguyễn Minh Chiết lại là chủ tịch nước tiền nhiệm của ông Trương Tấn Sang. Trong vụ Việt Á, thiệt hại của nó còn kinh khủng hơn thiệt hại do vụ án 5 cam mang lại rất nhiều. Vì thế, vết đen trong hồ sơ đảng của ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc không hề nhỏ. Đặc biệt là nó liên quan đến rất nhiều cái chết trong tổng số hơn 40.000 người Việt Nam đã phải bỏ mạng trong đại dịch Covid-19. Chiếc ghế ông Nguyễn Xuân Phúc vốn hữu danh vô thực, có lẽ ông Vương Đình Huệ không mặn mà. Chiếc ghế mà ông Vương Đình Huệ nhắm đến là ghế thủ tướng hoặc ghế tổng bí thư. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính mất uy tín nghiêm trọng, là lợi thế cho ông Vương Đình Huệ hiện nay. Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho lo bùng cháy thiêu rụi những thanh củi gộc và sẽ làm cháy xém uy tín của ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính trong thời gian tới. Ngay cả vụ án này cũng làm cho thanh danh của ông Nguyễn Phú Trọng bị hoen ố. Chỉ có ông Vương Đình Huệ là người đứng ngoài cuộc. Vị thế của Vương Đình Huệ hiện nay là tọa quan sơn hổ đấu, tức là ngồi trên cao xem hổ đấu nhau chí tử rồi tính kế riêng cho mình có lợi nhất. Có thể nói đôi khi thất bại của cuộc đấu tranh giành ghế tại đại hội lần 13 cũng có ích với ông Vương Đình Huệ để ông có thể lùi một bước và tiến hai bước chăng. Hãy
chờ trong thời gian tới, thực tế sẽ trả lời ra sao? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Được ăn chia 4.000 tỷ nhưng vẫn còn đói, lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại đi rửa tiền? Vào ngày 5 tháng 6 mới đây, ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam nói rằng mỗi chuyến bay giải cứu người Việt Nam từ nước ngoài về sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu về đến vài tỷ đồng mà đã có tới gần 2.000 chuyến bay, nghĩa là Vietnam Airlines đã ăn của người dân đến 4.000 tỷ đồng. Cho đến nay, nhiều nạn nhân của chuyến bay trục lợi này đang yêu cầu phía Vietnam Airlines phải trả lại số tiền nhưng họ vẫn im lặng. Đây là một dạng trục lợi chính sách, mỗi chuyến bay combo, tức là có trả phí giải cứu trừ các chi phí đi, có thể số tiền lợi nhuận đến vài tỷ đồng mà có gần 2.000 chuyến bay. Không biết trong 4.000 tỷ đồng chia chác đó như thế nào, các nhân viên thuộc phi hành đoàn có được ăn hay không? Nếu chia thì ắt mỗi người được hưởng không phải là ít. Đây là hình ảnh tai tiếng thứ nhất của Vietnam Airlines. Thật ra những hành động trục lợi không vì ngặt nghèo mà vì lòng tham đã làm Vietnam Airlines và những nhân viên sứ quán của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới trở nên mở mắt. Hành động trấn lột người dân lúc khốn cùng như vậy không thể nào che đậy được. Nó bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội và điều gì đến sẽ phải đến. Vụ án này đang được Bộ Công an Việt Nam xử lý. Vào ngày 15 tháng 6, trên tờ Vietnames có bài viết với tựa đề 9 thành viên phi hành đoàn Việt Nam bị bắt giữ tại Úc. Cụ thể là từ tờ báo này dẫn nguồn từ hãng tin 7 News của Úc đưa tin có 9 thành viên của một phi đoàn của Việt Nam đã bị bắt giữ tại sân bay Melbourne của nước này trong lúc đang tuồn số lượng tiền rất lớn ra nước ngoài. Trong bản tin của hãng 7 News đăng tải, 9 tiếp viên của một hãng hàng không đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét được phối hợp trực tiếp và thực hiện bởi lực lượng biên phòng và cảnh sát liên bang của Úc. 9 tiếp viên này bị cáo buộc rửa tiền với khoản tiền cụ thể là 60.000 đô la Úc. Số tiền này được chia ra và cất giấu trong hành lý. Các tiếp viên cũng bị tình nghi vận chuyển tiền ma túy một cách bất hợp pháp cho các tổ chức ma túy ở nước ngoài. Đây là hình ảnh có thể có người của Vietnam Airlines tham gia rửa tiền ở đây. Đáng chú ý, mặc dù quốc tịch của 9 tiếp viên này và hãng hàng không mà họ đang làm việc không được nêu chi tiết trong bản tin, nhưng hình ảnh về tang chứng của vụ án được đăng tải trong video cho thấy hàng loạt tấm hộ chiếu màu xanh rất rõ ràng mang quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị giữ cùng rất nhiều tiền mặt. Dữ liệu từ FlightRadar24.com cho thấy trong các ngày gần sát thời điểm 7 News đăng tin, tức là ngày 14 tháng 6, có hai chuyến bay của hai hãng hàng không Việt Nam có các chuyến bay thẳng từ Melbourne về Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến bay Vietnam Airlines 780 của Vietnam Airlines vào ngày 13 tháng 6 và QH89 của Bamboo Airways vào ngày 12 tháng 6. Bình luận về thông tin trên của một diễn đàn có nhiều ý kiến phân tích rằng nhóm 9 thành viên tổ bay trên thuộc hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Nếu đây là sự thật thì đó là một bê bối thứ hai sau bê bối thực hiện chuyến bay giải cứu. Trả lời tờ báo Vietnam, phía lãnh đạo của Vietnam Airlines phủ nhận. Không biết sự thật ra sao, trước sau gì sự thật cũng sẽ rõ. Khó có hy vọng người dân Việt Nam được thông báo đúng. Sự việc này cũng cần phải tiếp tục theo dõi thông tin từ phía chính quyền Úc đưa ra. Đây là hình ảnh thật đẹp mặt cho những tấm hộ chiếu màu xanh của Việt Nam đã bị bắt giữ. Nghề tiếp viên hàng không là một nghề khó chen vào và thu nhập hầu hết trong họ là trên mức trung bình của xã hội rất xa. Vậy mà họ còn tham lam tìm mọi cách để trục lợi, để làm ăn phi pháp nhờ được ưu tiên qua cửa khẩu theo con đường của các phi hành đoàn. Trong khi đó ở Việt Nam vẫn còn đó, dù ít ỏi nhưng những người nghèo nhưng vẫn không tham về chuyện này. Vietnam Airlines vốn là doanh nghiệp nhà nước, họ được rất nhiều ưu tiên từ những chính sách của nhà nước với loại hình doanh nghiệp quốc doanh do nhà nước nắm trên 50% cổ phần. Họ được cho vay nhiều gói với lãi suất có 0%, điều mà các doanh nghiệp tư nhân có nằm mơ cũng không có. Vậy mà họ lại có những điều xấu xa, tiếp tục bôi bẩn hình ảnh của Việt Nam, nói theo ngôn ngữ bình dân của Việt Nam là hết thuốc chữa rồi, nên giải thể
và đừng để nuôi cái doanh nghiệp ăn hại đến như thế.